Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Vâng, xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Chương trình được phát sóng trực tiếp 9:30 các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy và được phát lại lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Jobem ở tần số 98,9 MHz tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và tần số 101,7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Thưa quý vị thính giả, chương trình ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề giúp phụ nữ sau tuổi 50 tránh xa loãng xương và đau nhức xương khớp. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, Lê Thông xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên chủ nhiệm khoa tim thận khớp nội tiết, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103. Xin được gửi lời chào tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn. Vâng, xin chào MC Lê Thông, kính xin chào các quý vị thính giả. Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn đã dành thời gian tới với phòng thu của Jobem ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt giúp bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương, cùng với nhãn hàng Kiều Xuân trắng da mở nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi thanh xuân cho phụ nữ của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành và tài trợ với chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Chi tiết mời quý vị xem tại website bacsitivan.vn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, loãng xương là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Theo nghiên cứu thì có hơn 70% phụ nữ bước vào tuổi 50, hay chính xác hơn là phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì sẽ phải đối mặt với những vấn đề về xương khớp. Trong đó thì thưa quý vị, cứ 3 người có một người bị gãy xương do loãng xương. Vấn đề loãng xương và đau nhức xương khớp để lại những hậu quả hết sức nặng nề, và nếu không chú ý khắc phục sớm thì người bệnh sẽ phải chịu đựng những cơn đau, thậm chí là tàn phế kéo dài đến suốt đời. Ban đầu thì các triệu chứng của loãng xương diễn ra một cách khá là thầm lặng. Chỉ khi mà gây ra những cái hậu quả hết sức nghiêm trọng thì khi đó chúng ta mới ngỡ ngàng và nhận ra. Vậy loãng xương và đau nhức xương khớp thực chất là bệnh như thế nào, có nguy hiểm hay không, và có cách nào để chúng ta phòng tránh hay là hạn chế được hậu quả nặng nề của căn bệnh này? Ngay sau đây thì Lê Thông sẽ cùng có phần trò chuyện với vị khách mời của chúng ta, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên chủ nhiệm khoa tim thận khớp nội tiết, nguyên Phó Giám đốc Quân y Viện 103 sẽ cùng trao đổi với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên ạ, xin được chào bác sĩ và xin bác sĩ cho biết là để giải đáp những cái thắc mắc của quý vị thính giả về cái căn bệnh loãng xương thì xin bác sĩ có thể cho biết khái niệm bệnh loãng xương là gì và các cái biến chứng mà người bệnh thường gặp trong căn bệnh này là gì ạ? Vâng, kính thưa quý vị thính giả, loãng xương hiện nay như MC vừa nói đấy, đó là một cái bệnh nhược rất là phổ biến, bởi vì thứ nhất là cái tuổi già của chúng ta, người cao tuổi càng tăng lên, cái tuổi thọ chúng ta càng kéo dài ra thì cái quá trình mà lão hóa của xương nó cũng sẽ đi theo. Và như vậy chúng ta biết rằng theo thế giới thì người ta cứ tính rằng cứ 10, 20 người, cứ 100 phụ nữ mà 60 tuổi trở lên thì có 20 người bị loãng xương, và 100 cụ 60 tuổi trở lên nam giới thì sẽ có 10 người. Vâng. Thế và cái tuổi thọ của chúng ta ngày càng tăng lên, cho nên là cái số lượng người cao tuổi càng tăng mà cái người loãng xương càng nhiều, thì nhu cầu phòng chữa bệnh loãng xương đặt ra ra y tế và tất cả cái trong xã hội chúng ta là một vấn đề hết sức lớn, bởi vì nó chi phí một cái khoản kinh tế rất lớn. Ví dụ như theo Mỹ thì một năm người ta phải chi vào khoảng 14 tỷ đô la cho điều trị loãng xương, và các nước châu Âu ngày xưa đấy, trong khối Liên Châu thì hết độ khoảng 27 tỷ euro. Thế và như vậy nước chúng ta cũng không ngoài cái lệ, sau này cũng sẽ phải chi một cái khoản tiền lớn để mà phục vụ cho cái điều trị loãng xương. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng muốn nói cái chuyện này là mong được phổ biến tất cả cho mọi người dân, đấy, nhất là những người cao tuổi hiểu thế nào là loãng xương, và cái quan trọng nhất là chúng ta có biện pháp phòng và chữa rất sớm để chúng ta tránh được những các cái biến chứng. Thế vậy loãng xương là cái gì? Thì có thể nói nôm na nó sẽ hiểu thế này. Loãng xương là một cái bệnh mà dẫn đến một cái tình trạng mất và giảm cái lượng xương cứng, đấy, tăng cái sự các cái xương mềm và các mô xương mềm dễ gây nên nứt rạn gãy xương, thì người ta gọi là bệnh loãng xương. Loãng xương thì người ta chia ra làm hai cái thể loãng xương. Thứ nhất là cái loãng xương tiên phát. Loãng xương tiên phát tức là nó bao gồm cái típ 1 là típ ở những người tiền mãn kinh và mãn kinh. Đấy, những người này là ngoại lệ ở chỗ là không nhất thiết phải chờ nó đến 60 tuổi, có thể 50 tuổi, có thể 49 tuổi đã có thể xuất hiện được. Cho nên là cái xuất hiện cái típ này người ta gọi là típ loãng xương ở phụ nữ mãn kinh. Vâng. Và tiền mãn kinh. Cái típ 2 là típ loãng xương ở những người từ 60 tuổi trở lên. Thế tất cả cái hai cái típ này nó nằm trong cái nhóm mà người ta gọi là loãng xương tiên phát.
Thế cái nhóm thứ hai là loãng xương thứ phát. Thứ phát tức là một cái loại loãng xương gặp ở bất kỳ lúc tuổi nào. Đấy, bất cứ nào. Và nó có căn nguyên rõ ràng. Đấy, ví dụ như là khi còn còi cọc do mình còi xương này, suy dinh dưỡng này, do mình bị bệnh nội tiết như là bệnh rối loạn giảm cái chức năng của tuyến cận giáp này, hoặc là bệnh lý của tuyến giáp trạng này, thế rồi bệnh lý của tuyến thượng thận này, hoặc là do dù mình dùng corticoid kéo dài này, đều có thể dẫn đến cái tình trạng mà mất cái canxi, nó dẫn đến cái tình trạng loãng xương. Thế rồi loãng xương ở những người bị suy thận mà phải chạy thận nhân tạo này, tất tật cái đó là loãng xương thứ phát. Nhưng hôm nay cái chủ đề hôm nay của chúng ta là loãng xương tiên phát, mà cái loãng xương ở cái phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Đấy thì cái chủ đề chính là như vậy. Thế đấy là những vấn đề. Thế còn biến chứng của nó là những cái gì? Thì tôi xin nói thứ nhất là nó làm giảm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vâng. Khi chúng ta đến cái tuổi bị mà loãng xương thì nó buồn bực ở trong xương, trong cốt, nhất là khi chúng ta nằm nghỉ cũng không yên, đấy, bồn chồn ở trong người. Thế rồi đau mỏi ở trong xương. Và cái biến chứng lớn nhất, đáng ngại nhất, làm chúng ta tàn phế và có thể chúng ta chết được, đó là gãy xương. Đấy, chúng ta gãy xương. Mà những cái nơi dễ bị gãy nhất là những nơi chịu lực nhiều nhất. Ví dụ như là cái cổ xương đùi. Đấy, ví dụ như là cổ chân này, cổ tay này. Có khi chỉ cần vô tình một cái tác động rất nhẹ, như chúng ta vào nhà tắm chúng ta trượt chân, chúng ta có thể gãy xương chân, chúng ta có thể gãy xương tay. Chỉ cần chống tay nhẹ xuống một cái vật cứng, chúng ta có thể gãy xương. Thế còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái lao động của chúng ta. Khi chúng ta đã bị loãng xương rồi thì cái sức lao động nó sẽ giảm đi. Thế tóm lại là không may mà chúng ta đã rơi vào cái tình trạng loãng xương thì chất lượng cuộc sống của chúng ta bị giảm đi, sức lao động của chúng ta giảm đi, và các biến chứng về gãy xương. Người ta đã tính rồi, trên thế giới là cứ 3 giây đã có một người gãy xương do loãng xương. Đấy, thì chứng tỏ là cái mức độ này nó trầm trọng đến như thế nào nếu không may chúng ta bị loãng xương mà chúng ta không có ý thức dự phòng tốt và điều trị tốt. Vâng. Rõ ràng là cái con số mà nhà phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Ngạn vừa đưa ra cũng là một con số rất đáng cảnh báo đến quý vị thính giả. Cứ 3 giây thì có một người bị gãy xương do loãng xương, đúng không ạ? Vâng, như vậy đây là những cái số liệu mà Lê Thông thấy rằng là cũng khá là phổ biến và đáng nguy hiểm, đặc biệt là trong cái môi trường hiện nay. Và đặc biệt hơn nữa là đối với cái đối tượng mà ngày hôm nay chúng ta quan tâm tới, đó là phụ nữ sau tuổi 50. Như vậy quý vị thính giả, chúng ta có quan tâm tới vấn đề này, đến bệnh lý loãng xương hay là các vấn đề liên quan tới xương khớp, mời quý vị gọi điện về với tổng đài sức khỏe 1900-6255 để nhận được sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn trong khung thời lượng trực tiếp ngày hôm nay. Vâng ạ, như bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ thì thực sự là cái hậu quả của bệnh loãng xương gây ra là rất nghiêm trọng. Bên cạnh việc ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống thì bệnh loãng xương còn ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Vậy thì có phải là loãng xương nó là một cái căn bệnh phổ biến hay gặp, đặc biệt là cái đối tượng mà như bác sĩ vừa nhấn mạnh, đó là những người phụ nữ sau tuổi 50 hay không ạ? Vâng, chúng ta biết rằng là phụ nữ ấy thì nó cũng khác nam giới một tí. Vâng. Ở cái chỗ là phụ nữ thì lại có cái chức năng mà sinh sản. Đấy. Trong cái thời gian lúc còn ít tuổi mà sinh sản, một cái đứa trẻ nó mang thai trong 9 tháng 10 ngày đó, nó nằm ở trong bụng ấy, khi nó ra đời thì nó đạt chuẩn nên là nó phải được 50 cm. Thế như vậy tức là cái lượng canxi của cái người mẹ phải lấy ra từ cái cơ thể của mình để nuôi dưỡng thành hành một đứa trẻ con đã rất tốn kém rồi. Thế chưa kể đến qua cái trình nuôi con còn bé bằng sữa mẹ, thì chính cái nơi ấy cũng là cái nơi làm hao cái lượng canxi của người mẹ. Vâng. Thế rồi phụ nữ ở nước ta thì thường thường so với nam giới là người ta thường nhỏ nhẹ, cân hơn. Đấy, do cân nhỏ hơn cho nên cái xương đỉnh của nó cũng giảm đi. Và chúng ta biết rằng cái lượng xương đỉnh giảm đi 10% thì đã giảm được, tức là mất đi, nếu mà ta tăng lên được cái 10% cái xương đỉnh, chúng ta đã giảm được 50% cái biến chứng gãy xương rồi. Thế cho nên là cái người phụ nữ nó thiệt thòi ở cái chỗ là thấp bé nhẹ cân, cái đỉnh xương lại cũng bị giảm đi so với nam giới. Vâng. Thế và người phụ nữ lại ảnh hưởng rất nhiều cái nội tiết tố. Đấy, ví dụ cái estrogen, tí nữa tôi có dịp nói sâu ở dưới này, nhưng estrogen thì rất cần cho cái người phụ nữ. Nó kích, nó có đích của nó là những các cái phát triển các cái dáng hình của người phụ nữ, như là tác động trên tuyến vú, tác dụng trên tử cung, tác dụng trên buồng trứng, tác dụng trên xương, khung chậu, vân vân, tất cả eo. Đấy, tất cả cái đó là nó tác động rất lên rất nhiều đến cái cơ thể của chúng ta khi chúng ta còn trẻ, khi chúng ta phát triển. Nhưng đến khi chúng ta lớn, đến khi mà đến cái tuổi mà chúng ta bước vào cái tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh, tức là cái hoạt động của cái buồng trứng nó kém đi, estrogen nó kém đi, nó không tiết ra được nữa, thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình tạo xương, nó ảnh hưởng đến cái quá trình
cái quá trình mất xương nhiều hơn cái quá trình tạo xương. Vâng. Và nó thúc đẩy cái quá trình nhanh hơn. Thế cho nên người phụ nữ khi rơi vào cái tình trạng loãng xương còn sớm hơn người nam giới trên 10 tuổi. Vì 10 tuổi là 60 tuổi trở lên ta mới gọi là người cao tuổi. Thì lúc đấy người ta mới tính rằng mất xương ở người cao tuổi. Thế còn người phụ nữ có khi bắt đầu giai đoạn tiền mãn kinh sớm hơn 5 năm đến 10 năm đã bị mất cái chất xương nhiều hơn. Chính vì thế cho nên là người phụ nữ đặc biệt là có cái tình trạng loãng xương nhiều hơn, cái tỷ loãng xương nhiều hơn, và loãng xương sẽ gặp nhiều sớm hơn ở người nam giới. Vâng ạ, và nói tới việc suy giảm nội tiết tố đột ngột như vậy thì có ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái nguyên nhân hàng đầu gây loãng xương ở người phụ nữ, và cụ thể thì cái nguyên nhân đó như thế nào ạ? Vậy thì xin bác sĩ có thể nói kỹ hơn về cái vấn đề này được không ạ? Vâng, như tôi đã nói, tức là các cái estrogen là tiết ra từ buồng trứng, tiết ra từ buồng trứng. Vâng. Nó có tác động rất lớn đến cái việc là hình dáng, chức năng của cái người phụ nữ. Thế ngoài cái đó ra, riêng đối với hôm nay tôi nói trọng tâm đến cái xương, thì estrogen đóng cái vai trò gì? Cái đóng vai trò thứ nhất là kích thích cái tế bào tủy xương, tăng sản xuất ra những cái tế bào khung xương, tăng sản xuất ra cái tế bào tạo xương, và nó làm giảm cái tuổi thọ của cái quá trình các cái tế bào hủy xương đi, làm tăng cái quá trình hủy xương đi. Thế thì như vậy tức là nó thúc đẩy cái quá trình phát triển cái xương. Cho nên cái tuổi cái một đứa trẻ nó, con gái mà nó dậy thì nó sớm hơn nam giới. Đấy, khi 13 tuổi thì nó đã phồng phao, nó cao lớn hơn những các cái trẻ nam rồi. Thế cho nên nó đóng vào những cái vai trò như thế, ngoài cái việc nó kích thích cái tế bào tạo xương, nó lại là kích thích cái tế bào khung xương, nhưng một cái vai trò nữa là nó cùng với sinh tố K, nó cùng với sinh tố D, nó gắn được cái tế bào cái canxi vào cái tế bào khung xương. Tóm lại, người phụ nữ ngoài những chức năng đối với cái khung xương như cái vị trí như của người nam giới rồi, thì cái chức năng estrogen người phụ nữ lại đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc phát triển cái tế bào tạo xương nhiều hơn. Đấy. Thế và đến cái giai đoạn nó khác người nam giới, đến cái giai đoạn nào đó, đến cái tuổi thường người ta đến 49-50 thì cái estrogen nó lại giảm đi. Đấy, thế là nó thiệt thòi, tự nhiên uổng ngay nó giảm đi, cho nên cái hoạt động của cái tế bào khung xương cũng được phát triển ít hơn, ít đi này, gắn canxi vào cái tế bào khung xương cũng bị giảm đi này. Vâng. Thế rồi các loại tế bào gọi là tế bào tạo xương cũng bị giảm đi, và chính ba cái thứ đó nó giảm đi như thế thì nó làm cho cái loãng xương nó sẽ tăng lên thôi. Vâng. Đây thì đấy là cái nguyên cớ tại làm sao khi mà giảm cái estrogen, giảm cái chức năng nội tiết của buồng trứng thì người phụ nữ lại xuất hiện cái chuyện loãng xương sớm, và cái bệnh loãng xương lại gặp nhiều hơn nam giới. Vâng ạ, xin cảm ơn những cái thông tin và lý giải vừa rồi từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn. Và thưa quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng của kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em. Ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi với chủ đề đó là giúp phụ nữ sau tuổi 50 tránh xa loãng xương và đau nhức xương khớp. Quý vị thính giả có câu hỏi liên quan tới vấn đề này hoặc các bệnh lý về xương khớp thì xin vui lòng gọi điện về tổng đài 1900 6255 để nhận được sự tư vấn từ phía chuyên gia của chúng tôi. Vâng ạ, xin được quay trở lại cùng với câu chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn. Vừa nãy chúng ta có nói tới cái vấn đề đó là thông thường đấy ạ, thì đúng là chúng ta thiếu gì bổ nấy, chứ không nghĩ là cái nguyên nhân sâu xa khiến cho các chị em của chúng ta rơi vào cái tình trạng bị loãng xương sau tuổi 50 lại là vì thiếu cái nội tiết tố. Như vậy thì chúng ta không chỉ bổ sung canxi đâu ạ, mà chúng ta cần phải chú ý bổ sung thêm estrogen, vì đây sẽ làm chậm cái quá trình hủy xương và giữ xương của chúng ta được bền chắc hơn, đúng không ạ? Thế nhưng mà Lê Thông có một cái thắc mắc, đó là estrogen bình thường thì là do cơ thể của chúng ta tự sản xuất. Bây giờ chúng ta bổ sung bằng cách nào, hoặc là từ ngoài vào, thì nó có nguy hiểm gì không, và có gây tác dụng phụ gì không? Và cũng thưa bác sĩ là bổ sung cái loại estrogen nào thì nó sẽ hợp lý đối với những người bị loãng xương, và đặc biệt là những người phụ nữ sau tuổi 50 ạ? Vâng. Từ khi ta hiểu được cái tác dụng của cái vai trò estrogen đối với cái sự phát triển và tăng cái bảo vệ cái đời sống của cái tế bào khung xương và tế bào xương, phát triển xương, và nó ảnh hưởng nhiều đến cái sự loãng xương như thế, thì người ta đã nghĩ ngay đến việc là dùng estrogen để khắc phục cái việc này. Dạ vâng. Thế và thế giới người ta đã đi nhiều năm, người ta nghiên cứu, thì đương nhiên là khi ta đưa vào estrogen vào cơ thể người phụ nữ thì chúng ta khắc phục được cái tình trạng loãng xương. Nhưng mà chúng ta lại vấp phải một cái tình trạng, nếu chúng ta dùng estrogen tổng hợp, và trước đây chúng ta đã từng hay dùng trong các cái thuốc mà gọi là chống thai đấy, ngừa thai đấy, có estrogen trong đó, thế thì
người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng cái estrogen ấy thì chủ yếu cái đích của nó là kích thích trên cái tế bào tuyến vú, nó kích thích trên cái tế bào tử cung, và chính như vậy có một phần nào đó nó đã tăng cái tỷ lệ u đấy, cái nhân sơ, hoặc là thậm chí người ta còn thấy rằng cái tỷ lệ cancer, tức là ung thư ở trên các cái vú và trên tử cung nhiều hơn lên. Chính vì vậy cho nên người ta đã gần đây thì người ta đã cấm không được dùng cái các cái estrogen tổng hợp để đưa vào cơ thể phụ nữ với cái mục đích để ngăn ngừa thai và để điều trị nữa rồi. Còn trước đây thì cách đây được khoảng 10 năm chúng tôi ví dụ như là các cái Levian chẳng hạn làm cái dược liệu mà trong đó estrogen tổng hợp đấy có tiến bộ hơn đấy, thì đối với các chị em đang có cái rối loạn về mãn kinh như là vã mồ hôi, như là mệt mỏi, như là rối loạn kinh nguyệt hoặc đau bụng hay như vân, thì chúng ta dùng Levian rất tốt đấy. Tự nhiên về khí sắc tốt lên, ăn ngủ tốt lên, mọi việc tốt lên, đau mỏi xương đỡ đi này. Thế nhưng mà thực ra hiện nay trên thị trường cũng không thấy xuất hiện cái đó nữa rồi, vì người ta thấy rằng cái tỷ lệ ung thư gặp ở những người phụ nữ dùng estrogen tổng hợp nó tăng lên. Thế cho nên người ta xuống chung bây giờ người ta thích lấy được cái estrogen, tức là các cái nguyên liệu để tổng hợp estrogen, và cơ thể người ta nhu cầu ta cần đến đâu thì người ta tự tổng hợp estrogen đến đó. Đấy, tạo nên một cái này. Thế thì estrogen thì ở trong người ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều. Đấy, ở các nước thì người ta hay dùng, ví dụ ở châu Phi chẳng hạn thì người ta lấy từ cái cây rắn đen, rắn đen. Thế rồi châu Mỹ Latin thì người ta lấy từ cái cây những các cái cây, những cái kiểu cây khoai như khoai mùng đấy. Đấy, những các cái loại rau mùng của nước ta, những cây khoai nước ấy, thì người ta tìm ở đấy ra những các cái chất estrogen để người ta đưa vào những các cái thay thế để điều trị cái thiếu hụt estrogen ở phụ nữ mãn kinh. Thế nhưng mà những các cái thứ này vẫn có những các cái, tất nhiên có giảm hơn, nhưng mà vẫn có những các nguy cơ làm cho các u của tuyến vú nó tăng lên. Vâng. Thế chính vì vậy cho nên ở các cái nước Đông Nam Á chúng ta thì chúng ta đã có kinh nghiệm hàng 4.000 năm lịch sử rồi. Tức là các bà, các phụ nữ của ta biết làm cho da nó đẹp lên này, biết làm cho tóc nó đen nó nhạy này, thì người ta đã biết dùng nước gạo, tức là cái vỏ của những ngũ cốc đấy, người ta ngâm để người ta gội đầu này, người ta làm cho tóc nó đen này, cho da má nó căng này. Thế rồi và người ta đã dùng những các cái thứ đó, nó giúp ích rất nhiều cho cái việc phụ nữ mang cái, vẫn kéo dài được cái tuổi xuân của người ta. Thế và chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta đã đưa ra một cái sản phẩm mà Trung Quốc và Triều Tiên và các nước như là các dược phẩm của Mỹ người ta cũng chấp nhận, là đấy là một cái có thể đưa ra được một cái estrogen mà từ tục đoạn này, vâng, nhá, từ đương quy này đấy. Thế thì và từ những vỏ sắn dây này, bột sắn dây này, từ vỏ của những các ngũ cốc này đấy, thế rồi nghệ đấy, vâng, tất cả những cái đó người ta tổng hợp đưa vào một cái một cái vị thuốc mà ở nước ta đấy, mà có trên thị trường có đấy, tức là cái Kiều Xuân, vâng, đấy, cái Kiều Xuân estrogen 100. Thế cái này ấy, thì so với các cái việc tác dụng của nó thay thế cái estrogen mà chúng ta tự nhiên đưa vào, nó tốt hơn rất nhiều, nó giảm được những các cái biến chứng về các u, các ung thư này, và nó không có tác dụng gì vì chúng ta đã có kinh nghiệm của ông cha đã dùng từ rất nhiều năm trước đây. Vâng. Thế và bây giờ khoa học thì các dược phẩm ở các nước như là Trung Quốc, Nam Triều Tiên và dược phẩm của Mỹ người ta cũng chấp nhận đây là một trong cái thuốc tốt, rất tốt cho phụ nữ, thay thế bằng các estrogen. Vâng. Như vậy là quả thật là cái việc lựa chọn và bổ sung estrogen là rất là quan trọng, và đặc biệt quan trọng hơn nữa khi là chúng ta phải bổ sung rất là đúng loại, đúng không ạ? Bổ sung estrogen thì quý vị và đặc biệt là các chị em chúng ta cần lưu ý là nhớ chọn từ những cái loại thảo dược an toàn, lành tính như là estrogen 100, như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn cũng vừa chia sẻ với chúng ta trong cái viên uống Kiều Xuân, đúng không ạ? Vậy thì còn canxi thì sao ạ? Có phải bổ sung loại canxi nào cũng được hay là bổ sung như thế nào? Thì xin bác sĩ có thể tư vấn thêm cho quý vị thính giả. Vâng ạ. Trước đây thì chúng ta cũng thấy rằng là những người còi cọc, những người gãy xương này thì thường thường do là cái mức canxi ở trong xương nó bị suy giảm, xương cứng bị giảm. Thế thì người ta đã, trước đây người ta đã nghĩ đến cái việc là đưa canxi đã nhiều năm, người ta trước đây họ trước những thập kỷ trước thì người ta đưa canxi vào cho người cho người bệnh nhân với cái hy vọng là để phòng ngừa cái bệnh loãng xương, thì nó lại ngược lại, nó chẳng giảm được tí nào đấy, cái loãng xương nó vẫn như thế nhưng mà là các cái bệnh tim mạch lại tăng lên.
Đấy. Vôi nó đọng ở thành mạch, thế rồi vôi nó lại đọng ở thận, làm sỏi thận để tăng lên. Vâng. Và từ đó giờ đi người ta thấy chỉ có canxi không là không được rồi. Và người ta nghĩ đến ngay đến việc, người ta đã tính ngay đến việc nếu ta đưa canxi vào cơ thể, cơ thể ta thì không tổng hợp được canxi, canxi chỉ được đưa từ bên ngoài vào thôi. Vâng. Mà đưa từ bên ngoài vào, nếu chúng ta không có một cái tác động của các cái khác mà chỉ đơn thuần cái canxi không, thì chỉ có 10% cái số lượng ấy được hấp thu trong cơ thể thôi. Dạ. Còn ngoài ra nó lại gây đến bao nhiêu cái các cái những các cái rối loạn khác, rắc rối khác. Cho nên người ta mới thấy rằng canxi phải có sinh tố D đi với nó. Đấy. Phải có, đến khi đến năm thập kỷ gần đây thì người ta đã thấy sinh tố D cũng chưa đủ mà lại phải có thêm cái MK7, tức là sinh tố K, nhóm MK7, menakinone ấy. Tác dụng của những cái thứ này nó kết hợp nhau như thế nào? Thứ nhất là canxi thì phải được vận chuyển được vào trong, qua được cái thành ruột ấy, phải có sinh tố D3. Mà cái sinh tố D3 muốn hoạt động được thì lại phải có MK7. Vâng. Ba cái này nó kết hợp với nhau để đưa được cái lượng canxi từ đưa vào bằng đường ăn, đường uống, được hấp thu vào trong cơ thể chúng ta. Thế nhưng mà cái menakinone, tức là cái MK7 ấy, nó lại còn có cái tác dụng là dẫn dắt, nó như là một cái anh lái xe, nó chở cái canxi đến cái nơi mà cơ thể cần thiết. Đấy. Ví dụ đang gãy xương, chỗ nào cần phải canxi để bồi đắp nó, chỗ nào là cái chỗ mất xương, loãng xương, thì nó đưa cái lượng canxi vào đúng cái chỗ ấy. Ngoài cái tác dụng như thế ra thì cái MK7 lại còn tác dụng chở những cái canxi thừa thải ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa, đường phân ấy, và qua đường nước tiểu. Thế như vậy thì khi mà chúng ta kết hợp cái bộ 3 canxi, MK7 và sinh tố D3 thì giải quyết rất là tốt cái việc hấp thu, cái vật sử dụng và việc đào thải canxi thừa có hiệu quả. Và ngày nay thì trên thế giới, khắp các nơi người ta đã chấp nhận cái việc này, và đã rất nhiều trên thị trường, nhất là những năm gần đây thì người ta đã đi đến cái bộ 3 trong một cái đơn thuốc là có canxi, có MK7, có sinh tố D3. Vâng. Thì như vậy tức là tôi muốn nói như thế, tức là cái việc hấp thu này là rất quan trọng. Thế riêng đối với phụ nữ, như ta đã nói lúc đầu, thì cái vị trí của estrogen lại cũng rất quan trọng. Dạ vâng. Vì chính cái estrogen ấy, nó kết hợp, nó làm tích cực gắn được cái canxi vào cái tế bào khung xương, nó lại làm tăng cường cái tuổi thọ của cái tế bào tạo xương. Đấy, nó ức chế cái quá trình sản xuất cái tế bào hủy xương ở ngay tại trong cơ thể ta, từ trong tủy xương. Vâng. Thế cho nên đối với phụ nữ thì ngoài như nam giới ba cái thứ kia cần ra thì estrogen lại cũng rất cần, cho nên là nên kết hợp với kiều xuân nữa thì càng tốt. Vâng. Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông tin vừa rồi từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn. Và thưa quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay của chúng tôi, với chủ đề đó là giúp phụ nữ sau tuổi 50 tránh xa loãng xương và đau nhức xương khớp. Quý vị thính giả có câu hỏi liên quan tới căn bệnh loãng xương cũng như là xương khớp thì mời quý vị gọi điện về tổng đài sức khỏe 1900 6255, để trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ được tư vấn trực tiếp với bác sĩ của chúng tôi. Quay trở lại cùng với câu chuyện cùng với bác sĩ Trần Đình Ngạn. Thưa bác sĩ, là như vậy thì cái việc mà cũng giống như là bổ sung estrogen đúng không ạ? Thì canxi chúng ta cũng cần bổ sung những cái bộ 3 như bác sĩ nói. Nó gồm có canxi nano, vitamin D3 và MK7. Vậy thì trên thị trường hiện nay ạ, những cái loại sản phẩm như thế nào thì đáp ứng được cái tiêu chí này? Và ngoài ra thì bác sĩ còn có cái lời khuyên nào khác khi mà điều trị bệnh loãng xương và đau nhức xương khớp cho quý vị thính giả của chúng ta không ạ? Vâng ạ. Thì thứ nhất là những người bị loãng xương thì ngoài cái việc là chúng ta phải làm chậm cái quá trình hủy xương đi. Đấy, kéo dài được cái thời gian tạo xương lên. Và chúng ta phải cung cấp đầy đủ những nguyên vật liệu và những các thứ cần thiết như tôi vừa nói. Phải không ạ? Để nó tạo nên xương, nó kéo dài được cái xương khỏe mạnh, vững chắc lên, xương dẻo dai lên, và cái quá trình làm chậm cái quá trình hủy xương đi. Đấy. Thế và muốn làm được cái việc ấy thì chúng ta phải đầy đủ ba cái thứ đối nam giới là có canxi nano, phải không ạ? Hấp thu tốt, hấp thu nhanh, liều lượng ít, bớt được những các cái sỏi thận, bớt được những các cái táo bón nếu ta dùng canxi thường. Chúng ta có MK7 để nó hấp thu, để nó dẫn dẫn, để nó như thằng lái xe đấy, đến chỗ nào cần thì nó cung cấp đến, nó sửa thì nó kéo đi cho. Thế rồi phải có sinh tố D. Đối với phụ nữ thì cần phải có estrogen. Thế thì đấy là những cái biện pháp phối hợp của những thứ này đối với người loãng xương, mà nhất là đối với phụ nữ 50 tuổi trở lên. Thì ngoài như nam giới ra thì nên có cái estrogen 100. Thế
Ngoài cái việc này ra thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ta đau thì nhất tiện chúng ta phải dùng thuốc làm giảm đau, có phải không ạ? Ví dụ như ta dùng paracetamol hay ta dùng các thuốc chống viêm thì như là Mobic, chẳng hạn như là Celebrex vân vân. Đấy thì chúng ta phải có dùng các cái thuốc làm xương. Thế rồi nếu mà chúng ta phải dùng các cái thuốc chống loãng xương, hiện nay trên thị trường người ta cũng đã có rất nhiều những các cái loại thuốc chống loãng xương. Ví dụ như người ta dùng Alenbon này, loại 10 mg thì là một viên uống một ngày. Đấy, hoặc là dùng Alenbon 70 mg thì là một tuần uống một viên một ngày. Kết hợp tất cả cái, toán lại câu là phải điều trị đầy đủ cái thuốc chống loãng xương mà người bác sĩ người ta kê đơn cho chúng ta, cộng với việc chúng ta dùng các cái sản phẩm tôi vừa nói, thì điều trị chắc chắn là đối với loãng xương của nói chung và đối với loãng xương ở phụ nữ mãn kinh sẽ tốt được. Và chúng ta điều trị tốt được thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được các cái biến chứng gãy xương. Vâng ạ. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là phụ nữ bị loãng xương hay là đau nhức xương khớp thì bên cạnh việc điều trị bằng thuốc thì cái sử dụng hai cái sản phẩm mà bác sĩ cũng vừa mới đưa ra lời khuyên chính là cái chìa khóa vàng. Tuy nhiên thì ai cũng biết là loãng xương hay là đau nhức xương khớp thì điều trị đều rất là khó khăn và lâu dài, tốn kém. Đồng thời là cũng cần phải có những cái nguyên tắc nhất định trong việc điều trị. Vậy thì đối với đối tượng là chị em phụ nữ ạ, vậy thì có nên dùng hai cái sản phẩm trên để dự phòng hay không, và nên dùng từ tuổi nào, cách dùng ra sao, đồng thời là cái biện pháp phối hợp như thế nào, thì xin bác sĩ có thể thông tin thêm tới quý vị thính giả. Thông thường mà nói thì phụ nữ Việt Nam thường là 49, dạ, 50, 51 là bắt đầu đã có cái triệu chứng là rối loạn kinh nguyệt và có các dấu hiệu của tiền lãng kinh rồi. Thế thì tôi nghĩ rằng đối với những người phụ nữ thì những người phụ nữ nào, một là những người phụ nữ sinh nở nhiều con mà yếu, cái bộ xương nó người gầy yếu. Thế thứ hai là những phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, thì những người phụ nữ này đều có nên dùng. Đấy, mỗi một ngày là có thể dùng từng đợt một. Ví dụ như chúng ta vững cốt vinh da ngày 2 viên, sáng 1 viên, trưa 1 viên, uống trước ăn khoảng 30 phút. Vâng. Thế rồi chúng ta có thể kết hợp thêm với cái khi uống vững cốt vinh da, tức là tôi đã nói đến đủ cả sinh tố D, cả sinh tố K và canxi, cái lượng người ta tính cần thiết rồi. Thế rồi ngoài cái đó ra chúng ta còn có boron, có silic, có đồng, có kẽm, nó làm cho cái xương nó mềm dẻo, nó tốt, đúng không ạ? Nó vững chắc đã đành nhưng mà nó lại mềm dẻo, nó làm đúng cái chức năng của nó. Thế còn đối phụ nữ thì ngoài các cái việc đó ra thì nên dùng thêm kiều xuân, cũng nên dùng 2 viên một ngày, sáng 1 viên, trưa 1 viên, hoặc là sáng 1 viên, chiều 1 viên, có thể uống sau trước ăn hoặc uống sau ăn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mỗi lần 1 viên, mỗi đợt khoảng 3 tháng. Thế sau đó người ta nghỉ rồi người ta lại có thể dùng một đợt khác 3 tháng. Và như vậy nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vấn đề phòng ngừa cái loãng xương. Thế bên cạnh đó tôi vẫn nhắc là phải giữ để cho ánh nắng mặt trời, và phải có ánh nắng mặt trời, và phải tập thể dục hàng ngày. Vâng, như vậy là bên cạnh việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ, đúng không ạ, thì việc chúng ta tuân thủ một cái chế độ điều trị cũng như là tập luyện thường xuyên đối với những người phụ nữ sau tuổi 50 khi mà có những cái dấu hiệu bị loãng xương và đau nhức xương khớp là việc rất cần thiết. Và thưa quý vị thân mến, chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi cũng chính là một trong số những chủ đề mà được rất nhiều quý vị thính giả quan tâm, đó liên quan tới xương khớp cũng như vấn đề loãng xương, đặc biệt là đối với đối tượng là những chị em phụ nữ sau tuổi 50. Hy vọng là đối với những cái thông tin vừa rồi từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn vừa cung cấp. Vâng, xin được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình với chủ đề giúp phụ nữ sau tuổi 50 tránh xa loãng xương và đau nhức xương khớp cũng sẽ cùng tư vấn tới quý vị thính giả. Và xin được trân trọng giới thiệu một lần nữa vị khách mời sẽ cùng tư vấn cho quý vị trong ngày hôm nay, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên chủ nhiệm khoa Tim thận khớp nội tiết, nguyên phó giám đốc Quân y viện 103, sẽ cùng tư vấn và thông tin tới quý vị về vấn đề này. Và thưa quý vị thân mến, tổng đài của chúng tôi 1900 6255 và email biên tập a@989.vn sẽ là địa chỉ để quý vị có thể kết nối về với chúng tôi, đặt câu hỏi cho chuyên gia và tìm được lời giải đáp cho mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu kết nối từ vị thính giả đầu tiên ngày hôm nay. Alo. Vâng, vậy tôi chào bác sĩ, tôi chào MC. Tôi ấy là bị bệnh gai cột sống này, thoái hóa cột sống này và thoát vị đĩa đệm này. Rồi là đi cái lưng ấy mà ở gần hai bên mông đít này nè, nó đau mà nó nhức lắm. Dạ. Thì là bác sĩ có phương pháp nào? Vâng ạ. Điều trị bảo tôi để tôi điều trị cho nó khỏi, vì lại tôi bị bệnh sỏi thận nữa nên là đi tiêu
uống cái thuốc chọi thận vào ấy thì là đi cái tay của tôi này này là cái ngày trước ấy là nó bị gãy 5 năm nay rồi. Và đi cái sỏi thận của tôi mà ngưng ấy thì là đi cái tay này này thì là nó đỡ nhất. Mà đi cái thuốc sỏi thận thì uống vào ấy, thời gian ấy là cái tay thì nó lại nhức, cái lưng thì cái sỏi thận thì nó lại bớt đau. Đấy, cho nên là tôi muốn là yêu cầu các bác sĩ là có phương pháp nào để nói tôi, để tôi điều trị cho nó khỏe. Dạ vâng, trước tiên thì xin được mời vị thính giả có thể giới thiệu một chút là thính giả tên là gì và đến từ đâu được không ạ? Dạ, tôi là Trinh ạ. Vâng ạ. 56 tuổi. Vâng. Hiện nay là đang ở Sài Gòn ạ. Dạ vâng, xin được chào cô ạ. Và ngay bây giờ đây thì xin mời cô Trinh sẽ cùng lắng nghe phần tư vấn từ phía bác sĩ Trần Đình Ngạn ạ. Vâng. Vâng. Vâng, xin chào chị Trinh. Năm nay là chị đã hơn 50 tuổi rồi. 56 tuổi rồi, vâng, cái tuổi này là đối với chị là cũng là rất là nằm ở trong cái khung mà tôi đã vừa nói lúc nãy giờ đấy, tức là cái tuổi này của chị là cái vấn đề loãng xương là cũng khó tránh khỏi đấy nhá, tức là đau xương, đau cốt trong loãng xương cũng có thể có. Đấy, và lại còn lại gây nên cả cái tình trạng là có sỏi thận nữa cơ. Đấy, đấy cũng là cái vấn đề rất là rắc rối trong cái vấn đề chuyển hóa các cái chất canxi trong cơ thể mình. Thế cái thứ hai tức là chị lại có đau đã thoái hóa, đã thoát vị đĩa đệm ở các cái cột sống lưng và thắt lưng. Đấy là người ta đã chụp phim rồi, đã chẩn vâng cái gai thì nó nằm trong cái thoái hóa thôi nhá. Cái gai xương thì không có vấn đề gì, nó ghê gớm lắm mà cũng không ai làm sao cho nó hết được cái gai đi đâu. Thế nhưng mà cái chính của nó là bây giờ phải làm sao cho chị, bây giờ cái mục đích của ta là cái gì? Một là làm cho chị hết đau, giảm đau để chất lượng cuộc sống nó tốt hơn lên nhá. Thế thứ hai là đi lại nó vận động nó dễ dàng hơn một tí nhá. Thế và cái thứ ba đó là làm sao cho cái sỏi thận này nó đỡ ảnh hưởng những các cái tác dụng khác của nó, ví dụ nó gây đến các rối loạn tiểu tiện mà nó không được chữa tốt ấy, thì nó còn có thể dẫn đến tình trạng bệnh thận, bể thận, rồi dẫn đến tình trạng suy thận. Thế cho nên nó cũng đi theo rất nhiều những vấn đề, nó không phải đơn giản là chỉ một bệnh. Thế giờ tôi khuyên cái việc thứ nhất là chị nên đi đến một cái cơ sở y tế, người ta theo dõi, vì bây giờ y tế của ta đã phát triển rồi và người ta sẽ theo dõi để người ta điều trị một cách rất là tích cực hai cái bệnh này. Đấy, vừa chống được cái loãng xương, vừa chống được cái thoái hóa khớp. Thế và phải điều trị cái sỏi thận, vì chị chỉ nói chữ sỏi thôi chứ không hiểu cái sỏi nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái vị trí nào. Đấy, thì thực ra qua cái telephone này là rất khó, cho nên tôi khuyên cái việc thứ nhất là nên đến một cái cơ sở y tế. Nói chung các cái bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh bây giờ là những các cái việc này người ta đều có những bác sĩ có trình độ để mà theo dõi mà giúp đỡ chị được. Thế còn riêng bây giờ tôi giúp đỡ chị cái gì thì trước hết là tôi, nếu mà chị đau lưng quá nhá, nếu mà đau xương quá thì chị nên đối với cái cột sống của chị thì chị có thể dùng, nếu mà chị đã dùng rồi thì chưa nói gì, nếu chưa dùng thì có thể dùng cái thuốc đơn giản nhất là Alaxang nhá. Cái thuốc này là thuốc giảm đau mà nó có ở phường, ở xã, ở khắp cả nơi. Thế thì chị chỉ uống sáng một viên, tối một viên, khi mà chị đau lưng quá thì chị uống nhá. Đấy là cái thuốc để giảm đau lưng. Cái thứ hai là chị nên uống một cái thuốc là mềm các cái cơ ở cái vùng lưng đi nhá. Thì ví dụ như là chị có thể dùng Mionan. Đấy, cái loại là không tức là 50 mg. Đấy thì là chị có thể uống sáng một viên, chiều một viên được. Đấy, hoặc là để công tractin. Các bác về bắt đọc lại em ghi thì tức là chị có thể chị có thể ghi từng thứ thuốc một thì hơi lâu đấy, vì chị ghi làm sao mà được. Tôi chỉ nói chị ghi là có cái thuốc giảm đau nhá. Đấy là Alaxang. Cái thứ hai là thuốc là mềm cơ, là mềm cơ nhá, là mềm cái cơ lưng nhá. Thì ví dụ như mình có thể dùng Mionan hoặc là dùng đề công tractin, là những cái thuốc mà các cái thầy thuốc người ta hay dùng để làm mềm cái cơ lưng ra cho đỡ đau. Thế ngoài cái việc thuốc ra thì người ta có thể dùng massage đấy, dùng xoa bóp nhẹ ở trên lưng của mình ấy. Người ta có thể dùng những các cái như là ngải cứu lá lốt. Đấy, người ta có thể sao nó lên, người ta cho một tí cái rượu mà người ta uống đấy, người ta đảo lên xong người ta bó vào cái vải cái màn ấy. Thế rồi người ta có thể lúc đầu người ta xoa massage trên lưng, rồi cuối cùng người ta có thể chườm trên lưng cho mình để làm cho cái vùng lưng, cái chỗ đau nhất ấy, nó được mềm ra và nó đỡ đau. Thế thì cái thứ nhất là cái giảm đau nhá. Cái thứ hai là chị phải uống các cái thuốc nó làm cho cái xương nó vững chắc đấy nhá. Ví dụ như là ở trong nó tăng cái quá trình tạo xương, thì ví dụ như là người ta dùng các thuốc loãng xương ở dưới cơ sở ta dùng đấy, ví dụ như dùng Allenbe 10 mg một viên thì uống một viên một ngày
Đấy, ví dụ thế. Thế mà nếu mà loại 70mg thì người ta dùng một tuần, nó đóng vào cái hộp 4 viên thì là một tháng mua cái hộp ấy cũng 4 tuần 4 lần, mỗi lần một viên nhá. Thì đây là để điều trị tăng cường cái xương. Thế ngoài ra thì mấy cái mà tôi vừa mới nói với chị rất giúp ích cho chị đấy. Ví dụ như là cái vững cốt vinh da MK7 thì chị uống sáng một viên, trưa một viên, uống trước ăn 30 phút với một cốc nước nhá. Thế rồi chị có thể dùng thêm một cái thuốc nữa là thuốc mà nó rất giúp ích ấy, mà tôi đã điều trị cho rất nhiều người mà người ta cũng rất là thích cái thuốc này là Vindaman Plus. Nhá, cái Vindaman Plus thì nó có cả, nó tốt ở cái chỗ này này, nó hoạt huyết. Đấy. À, ví dụ như có ginkgo biloba trong nó hoạt huyết. Thế rồi nó lại có chống gốc tự do. Đấy, cái này rất quan trọng đối với những cái đau dễ thần kinh. Có vitamin B1, B6, B12. Thế rồi nó lại có các collagen type 2 chondroitin. Thì cái viên này ấy, nó mang một tính không quá đắt đâu. Nếu mà so ra nhiều thứ thuốc kia thì uống hai viên này, sáng một viên, trưa một viên, kết hợp vào nữa thì rất là tốt cho chị nhá. Thế thì đấy là tôi nghĩ rằng chị có thể dùng các cái việc mà tôi vừa nói từ sáng giờ đấy thì cũng có thể giúp ích cho chị đỡ được cái phần đau xương. Thế còn là phải tập luyện nữa chị ạ nhá, phải tập luyện nữa thì và ăn nhiều rau vào, vì thực ra cái rau là chúng ta cũng giúp được đưa nguồn canxi và sinh tố D2 vào cơ thể. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi và hy vọng là với cái phần tư vấn rất là kỹ lưỡng vừa rồi từ phía bác sĩ Trần Đình Ngạn thì vị thính giả của chúng ta cũng đã tìm ra được cho mình những cái giải pháp nhất định để phòng tránh được các căn bệnh mà mình đang gặp phải. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả tiếp theo đã chờ máy ạ. Alo ạ. Alo, vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, tôi xin chào ạ. Vâng, xin mời vị thính giả đặt câu hỏi đi ạ. Bác sĩ ơi, tôi là ở Cẩm Giàng, Hải Dương, mà năm nay tôi 58 tuổi. Mà cách đây khoảng 5 năm ấy là tôi đã đi mổ một chõm xương đùi bên phải rồi. Bây giờ chõm xương đùi bên trái là cũng lại bị đau và nó hoại tử như thế. Nó mổ vì hoại tử chõm xương đùi mà. Vâng. Thế mà bây giờ nó bệnh viện huyện chụp thì X-quang ấy là thấy nó cũng mờ giống như cái bệnh chõm đùi bên phải rồi. Vâng. Thế bây giờ toàn bộ các cái khớp ở bên chân bên trái đấy là nó đau ghê gớm. Mà mỗi khi thì bão bùng ở đâu ấy là đau lắm. Vâng. Số bác càng đau. Thế mà tiền sử bệnh xương khớp của tôi là cách đây khoảng 25 năm là đã bị thoái hóa đốt sống lưng, sống cổ rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ gió máy thì nó đau ghê gớm, mà sang cái năm nay tôi lại bị mắc bệnh tiểu đường. Vâng. Thế thì tôi hỏi bác sĩ là tư vấn cho xem là tôi phải chữa trị thế nào ạ? Vâng. Đúng là tôi rất là thông cảm với anh. Đấy, anh năm nay 58 tuổi mà đã thay mất một cái cổ xương đùi rồi. Thế bây giờ cái xương đùi bên trái nó lại còn lại loại đau. Thế rồi lại thêm cái tiểu đường nữa, vâng ạ. Đây là những vấn đề mà cũng rất hay gặp thôi, ở cái tuổi tác cũng khó mà cưỡng lại được. Thế thì trước hết là tôi vẫn phải khuyên anh một điều là vì tôi dẫn qua cái đường telephone thế này thì cũng không thể nào mà nói cho nó hết được, nó cặn kẽ được. Vâng. Thế nhưng mà tôi khuyên anh một điều là anh nên đến một cái cơ sở về chữa xương khớp ngoại khoa của anh, chắc là nó làm cái hoại tử vô khuẩn ấy. Thì cái chỗ nào ngày xưa nó đã mổ cho anh cái xương đùi bên kia, cái cổ xương đùi bên kia rồi ấy, thì đến cái chỗ ấy, vì người ta quen anh, người ta hiểu anh rồi, mà anh cũng biết rằng cái chỗ người ta làm ăn như thế nào. Thì thứ nhất là nên đi đến cái chỗ để mà khám, đấy là một cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là bây giờ tôi giúp anh cái việc là anh chống đau thì anh nên uống cái gì bây giờ để cho cái cuộc sống mà nó đỡ vất vả này, thì anh có thể uống efferengen codeine nhá. Cái thuốc gì ạ? À? Bác sĩ thuốc chưa? Là efferengen. Efferengen. Vâng, cái này tôi nghĩ là nó cũng là cái thuốc thông thường, là efferengen codeine, trong nó có codeine. Đấy, thì hai cái này nó kết hợp với nhau thì nó sẽ làm cái thuốc giảm đau. Vâng, efferengen codeine 0,5, tức là cái viên sủi đấy nhá. Thì mỗi một cái gói của nó là 4 viên, thì chị anh cứ mua được khoảng 2 gói 8 viên đi nhá. Thế thì cứ sáng một viên và tối một viên, anh pha vào một cái cốc nước to rồi anh uống trước khi ăn 30 phút nhá. Thế và phải ăn trong cái trường hợp này thì cách nhau như thế là sáng và tối như vậy, cách nhau trên 6 tiếng mới được uống một lần. Cái thứ hai là nó sẽ táo bón, nếu mà chị uống kéo dài vì nó có codeine táo bón thì anh phải chịu khó nhăn nhiều rau vào
nhá, để chống cái táo bón. Thế còn phải chữa cái tiểu đường nhá, phải chữa cái tiểu đường. Bây giờ tôi thế này, phải chữa cái tiểu đường thì phải được các bác sĩ đưa tiểu đường, người ta cho thuốc và cố gắng làm sao khi uống thuốc vào chị anh phải duy trì ăn kiêng, tập thể dục nhẹ nhàng để đi duy trì làm sao cái đường máu nó xuống khoảng dưới 7 mmol trên lít là được nhá. Bây giờ tuổi của anh thì cũng không dám yêu cầu anh nó quá thì anh vất vả quá, nhưng ít nhất phải xuống dưới 70 mmol trên lít nhá. Thế đấy là phải chữa, phải chữa cái tiểu đường. Thế rồi phải đưa được những các cái chất dinh dưỡng vào cái xương của mình. Đấy, với những xương của mình thì anh có thể dùng canxi nano nhá. Đấy, canxi. Dùng Sintuca. Đấy, tức là anh tốt nhất là đi mua một cái dùng một cái sản phẩm mà tôi vừa mới nói với anh là Vững Cốt Vinh Da MK7 nhá. Đấy, anh uống theo cái hướng dẫn mà tôi nói đấy, sáng 2 viên, chiều 2 viên nhá. Thế và chị anh uống thêm một cái thuốc vừa rồi tôi nói với người bà dưới miền trong Sài Gòn đấy. Cái này rất tốt cho cái đau rễ dây thần kinh, vì tôi đã chữa cho nhiều người đau dây thần kinh thì nó rất là tốt. Thì nếu mà anh để cho thật là rõ cái vấn đề này, vì bây giờ thì giờ của tôi được rất ít, thì anh có thể gọi thẳng lên cái cơ sở nó sản xuất nó bán thuốc ấy nhá. Một là cái hãng xúc Vinh Gia đấy, 1900 1259 1900 1959 nhá. Ở đấy 259. Đúng, ở đấy người ta sẽ hướng dẫn cho anh cái cách uống thuốc. Và tôi nghĩ rằng phải uống thuốc như thế, nhưng tôi nhắc lại với anh, đái tháo đường phải chữa nhá. Nhá, chứ không nữa không chữa đái tháo đường thì là cái bệnh nó nặng lên đấy. Dạ vâng. Xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi với những câu hỏi dành cho bác sĩ của chúng tôi. Và thưa quý vị thân mến, liên tục là những cuộc gọi từ phía quý vị thính giả gọi về cho chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả tiếp theo đang chờ máy ạ. Alo. Alo ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng. Vâng, tôi năm nay tôi xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Vâng vâng, chị tên là gì ạ? Chị nói tên là chị ạ, để cho nó dễ. Dạ, tôi tên là Tâm ở Hải Dương. À vâng, chào chị Tâm. Vâng vâng vâng, vâng. Tôi năm nay 64 tuổi ạ. Vâng rồi. Vâng. Tôi làm việc, tôi cử động nhiều, tôi làm việc phụ thôi nhưng tôi cử động nhiều đến 2 bàn tay, cho nên vâng. Giờ thì hai đốt đầu ở hai ngón tay cái từ móng tay xuống đốt đầu ấy. Vâng. Khi tôi làm việc tôi cọc tay xuống thì nó lên cọc cái xong nó xuống. Vâng. Xong tự tôi lại phải nâng nó lên thì nó lại kêu cọc vào nhé. Rồi tôi hiểu rồi. Thế là rất là đau, và cánh tay phải khi phải phải cái sợi chỉ ra thì nó lại đau ngoài cả ở vai một chút. Vâng. Thế đi lên bệnh viện huyện Ân Thi họ khám ở bệnh viện huyện của vâng. ấy thì họ khám thì họ bảo là khô khớp. Vâng. Thế nhưng đến khi họ lại ghi vào trong giấy để cho mình về mình uống thuốc và mua thuốc thì họ lại ghi là viêm khớp. Thì tôi hỏi bác sĩ là khô khớp hay là viêm khớp mà nó lại bị như thế. Vâng. Là vâng. Và uống thuốc loại gì ạ? Vâng. Thế được rồi nhá. Thế còn vâng. Thế tôi hỏi chị, cổ vai chị có đau mỏi không? Cổ vai thì trên cổ mé tay trái ấy. Vâng. Mé tay đau thì đau cả hai ngón tay, nhưng tay phải thì mình giật dây nhiều hơn thì nó mỏi ở vai. Vâng. Ở dưới khớp vai này. Vâng. Và cổ ở mé tay trái thì năm 2014 là tôi khám là bị thoái hóa một đốt sống cổ. Vâng. Và sau đó tôi uống thuốc ở bệnh viện 108, nhưng mà sau đó thì từ khi về nhà thì chỉ có một hôm là bị lạnh, nằm lạnh ở nằm ở dưới khớp như cháu một chút, đêm hôm đó thì bị đau một tí, xong từ ngày đến giờ không đau cái gì nữa mà vẫn sức khỏe bình thường, nhưng mà tôi bị đau dạ dày và máu mỡ cao. Vâng, đấy là mỡ máu cao nữa. Ôi giời. Vâng. Vâng. Máu mỡ hiện nay đã uống thuốc rồi mà đã xuống là khoảng còn 7.1 ạ. Ôi giời, thế thì cao lắm, 7.1. Vâng, và lượng đường thì là 6.1 thôi. Cũng là ăn kiêng rồi đấy ạ. 6.1. Vâng. Thế được rồi. Thế tôi nói với chị thế này. À, thực ra cái ngón tay bệnh của chị thì nó có nhiều vấn đề đấy, chứ không phải là chỉ có viêm với cái ấy đâu nha. Thứ nhất đây là cái bộ xương, cái đau ở cái ngón tay của chị mà gấp xuống rồi phải bật mãi nó mới ra được ấy, thì người ta gọi là ngón tay lò xo. Cái này rất hay gặp ở trong những trường hợp vì người ta bệnh, người ta gọi là cái bệnh viêm khớp dạng thấp, tức là cái viêm khớp thấp là một cái bệnh viêm mãn tính nhá. Nó có từ lâu mà nó rất hay đau mỏi cứng vào buổi sáng đấy, nó mang tính chất đối xứng cả hai bên nhá. Thế và nếu mà điều trị tốt ấy, thì nó có hết được cái đau, nhưng mà rồi cũng rất hay tái phát đấy, nhất là khi nào mà thay đổi thời tiết. Thì đấy là một cái việc chị rất có thể có khả năng mà người ta gọi cho, trên khi chị đến với chỗ cái người ta kê đơn thuốc cho chị thì người ta nói là cái bệnh viêm khớp là như thế. Thế cái thứ hai là cũng có thể nhá, chị thoái hóa đốt sống cổ nhá, nhất là những đốt cổ xương cổ 6-7 thấp ấy, thì nó có thể lan ngoài cái việc đau mỏi vai tay thì cái rễ thần kinh nó xuống đến tận ngón tay
sưng tận ngón tay đó, cho nên là rất có khả năng là đây là đau do rễ thần kinh của cái đốt sống cổ nhé. Đấy. Thế cái thứ ba là với cái tuổi của chị thì cũng nếu mà chị mà được nuôi dưỡng tốt, là chị lao động, chị ra ánh nắng mặt trời nhiều thì có thể cái loãng xương nó đỡ, nhưng mà cũng có thể là chị còn có phải chú ý cả đến cái vấn đề loãng xương nữa, xem có hay không có. Đấy. Có ạ, bác sĩ khám có cả loãng xương ạ. Đấy, đây là có cả loãng xương nữa. Đấy thì tất cả các cái xương khớp của chị thì thứ nhất là người ta chữa cái ngón tay cho chị, người ta cho cái thuốc, người ta đề cái đơn thuốc là thuốc chống viêm, thì cho nên người ta gọi là viêm khớp thì cũng đúng, không có sai đâu nhá. Cái thứ hai thì thuốc viêm thì chú ý của chị thì trong cái quá trình điều trị chỉ lưu ý có mỗi cái việc là chị có bệnh dạ dày. Đấy. Vì tất cả các thuốc dùng để mà chữa khớp thì người ta phần lớn các thuốc là đều có ảnh hưởng đến thuốc dạ dày. Thế cho nên tôi nói với chị như thế này. Thứ nhất là chị nên điều trị tốt cái dạ dày, hoặc là phải điều trị ngay dự phòng cái bệnh dạ dày. Trong cùng cái đơn thuốc chữa này này thì cũng phải có một cái thuốc để nó dự phòng cái đau dạ dày cho chị nhá. Thì chị bây giờ lên dùng, tôi không hiểu người ta chỉ cho chị dùng thuốc chống viêm giảm đau là cái gì, nhưng mà tôi nghĩ chị nên dùng một cái thuốc chống viêm giảm đau là Mobic nhá, MOBIC, Mobic 7,5 mg nhá. Chị cứ mua lấy tạm 15 viên đi. Vâng. Thì Mobic bao nhiêu nữa ạ? 7,5 mg, chị mua lấy khoảng 15 viên nhá, cứ uống một viên sau ăn tối. Tại sao phải dùng cái này? Cái này cũng là cái thuốc chống viêm giảm đau tốt mà không ảnh hưởng nhiều đến dạ dày nhá. Thế đây là Mobic. Bác sĩ nói lại là Mobic và uống như thế nào ạ? Uống một viên sau ăn tối. Đây là cái thuốc thứ nhất là cái thuốc chống viêm giảm đau về cái ngón tay của chị nhá. Mobic. Đấy nhá. Cái thứ hai. Thứ hai là chị phải dùng các cái thuốc có collagen để mà điều trị cả cái đoan đan nữa. Vâng, chị dùng cái thuốc gọi là Metic Glucotin. Metic Glucotin đấy nhá. Đấy, chị có thể dùng cái thuốc này cũng được. Sáng một viên, trưa một viên, uống sau ăn. Bonocovin. Metic Glucotin. Thế cái này mà nói thì có khi viết thì chị viết cũng khó đấy, nhưng mà tôi đấy cứ biết là có cái thuốc có collagen. Tôi đến hỏi bác sĩ. Vâng, Metic Glucotin nhá. Để chống cái này mục đích là để chống cái thoái hóa đốt sống cổ và kể cả thoái hóa cái khớp cổ tay của chị nhá. Thế cái thứ ba. Metic và Novovin thì uống ngày bao nhiêu ạ? Thì chị cứ mua cái hộp đó 60 viên, uống ngày 6 viên, trưa 1 viên và cứ uống đợt đi đã nhá. Cái này sau là có thể dùng kéo dài đấy. Cái thứ ba là chị có thể dùng hỗ trợ cho cái xương, làm cho cái xương nó cứng chắc lên, nó khỏe lên nhá. Thì chị có thể dùng vững cốt vinh da MK7. Đấy, chị mua đấy. Ngày sáng một viên, trưa một viên, uống trước ăn. Vâng, xương một viên, trưa một viên, uống trước ăn 30 phút với một cốc nước nhá. Thế còn đau rễ thần kinh, cái đau rễ thần kinh nó trên vai xuống đấy, chị có thể dùng, mà cái này nó tốt. À, nó tốt cho cả cái đau đấy. Mà chính bản thân tôi cũng dùng cái này, tôi cũng thấy chính bản thân tôi cũng đỡ. Cho nên tôi muốn nói là vì cái cơ chế của nó là rất rất đúng với lại cái đau viêm khớp. Là chị dùng cái Vindman Plus. Vindman Plus. Vâng. À, chị uống sáng một viên, trưa một viên và uống một đợt. Vâng, Vindman Plus. Vindman Plus. Chị uống sáng một viên, trưa một viên, uống trước ăn hoặc ngay sau ăn, sau bữa ăn khoảng một tiếng đồng hồ chị uống với cái nước. Thế cái này nó rất tác dụng rất tốt cho đau rễ thần kinh đấy nhá. Vâng. Xin hỏi bác sĩ lại một câu ạ. Vâng. Có khả năng là chưa bác sĩ không khám được, nhưng bác sĩ nghi là có thể là do rễ thần kinh ở vâng cái cổ nó lan xuống tay đấy. Vâng. Và cũng có khả năng là viêm khớp thượng thất ạ. Cái đó là chắc chắn đấy, chứ chả phải có khả năng gì nữa, phải kinh nghiệm tôi biết rồi. Vâng. Thì tất nhiên là không, mình nói chứ khiêm tốn là nói chứ khó khả năng, nhưng mà nó là thế đấy nhá. Viêm khớp ạ. Vâng, là cái viêm khớp thượng thấp. Vâng. Đấy. Và cháu nghe thì nghe cái câu viêm khớp thượng thấp là chữa lâu lắm mà. Vâng, thì đúng rồi, nó là cái bệnh mãn tính nhá. Khi nào thay đổi thời tiết thì nó tăng. Của chị là đau co. Vâng. Thế rồi là chị cứ ngón tay lò xo là tất cả cái này là tổn thương của bệnh ấy rồi nhá. Dạ vâng ạ. Thế tóm lại một câu là, nhưng mà tôi vẫn khuyên chị một điều, chị nên đến cái cơ sở y tế gần nhất mà chị khám. Vâng. Vì ở đấy các trình độ người ta cũng khá rồi mà. Và bây giờ các cái giao lưu rồi là qua internet rồi qua ấy thì người ta đều có thể hiểu biết được. Dạ vâng. Hy vọng là vị thính giả của chúng ta cũng đã lắng nghe và ghi chép được những cái thông tin rất quan trọng từ phía bác sĩ của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả tiếp theo cũng đang chờ máy ạ. Alo. Alo, xin chào MC, chào bác sĩ Ngạn ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả.
Vâng, tôi ở Hà Nội, tôi muốn hỏi cho vợ tôi là vừa rồi tôi đi đưa vợ tôi đi khám ở viện 108. Vâng. Thì bác sĩ có bảo là chụp xương khớp thì không làm sao. Vâng. Nhưng mà cái xương háng nó đủ dày bác ạ. Vâng. Thế mà nhà tôi uống thuốc gần một tháng nay mà không đi đỡ bác, mà chân đi hiện tại bây giờ chỉ đi được khoảng tầm độ 20 mét là phải ngồi nghỉ mới đi được bác ạ. Vâng. Thế nhờ bác tư vấn cho tôi xem là tôi mua cho nhà tôi cái loại thuốc gì để uống cho tốt và coi là cách chữa chạy như nào thì giúp tôi mới ạ. Vâng. À, trước hết là ta muốn nói đến chữa thì ta phải nói đến cái chuyện chẩn đoán nó là cái bệnh gì đã nhá. Thì thứ nhất là người ta chụp cái khớp xương về mà xem đau là đúng là đau ở cái vùng háng hay đau ở vùng mông đấy, hai cái đó hơi khác nhau đấy nhá. Đau ở vùng háng mà nó chạy xuống chân bác ạ, một chân trái thôi ạ. Một chân trái thôi, vâng. Thì đấy, vâng. Thì đấy cũng là một vấn đề mà phải chú ý xem người ta chụp xương mà người ta xem là có, trước hết là phải nên đi đến khám một cái nơi mà thứ nhất ở Hà Nội thì tôi nghĩ là đến 108, 103, thế rồi đến viện E. Xin cắt lời bác, em đã đi khám ở viện 108 rồi ạ. 108 rồi phải không? Bác sĩ viện 108 cấp thuốc cho uống gần 1 tháng nay mà không. Người ta chẩn đoán là cái gì? Người ta chẩn đoán là cái gì? Chẩn đoán là cái xương háng nó bị dày thôi ạ. Tức là viêm, tức là người ta dùng chữ dày lên, tức là dày lên cho nó viêm, nói chữ dày là nó khó. Nó dày nó do một cái viêm nhiễm nào đó nó dày lên, mà chữa rồi mà nó không đỡ gì. Không đỡ. Mà hiện tại một chân đi được khoảng tầm độ 20 mét là phải gây phần nào phải ngồi nghỉ mới đi làm mới vâng, được bác ạ. Chị ai nhớ thấy chị mỡ máu có cao không? Dạ nhà em cao 1m55 mà nặng coi là cũng 55 cân thôi. Nhưng mà mỡ máu có cao không? Không ạ, mỡ máu không, tiểu đường không. Mỡ tiểu đường không, tiểu đường thế tốt rồi. Thế thì tôi khuyên nhé, bảo nên đi làm một cái siêu âm Doppler mạch chi dưới nhá. Siêu âm Doppler mạch ở chi dưới, tức là tìm cái đó phải tiêm mà ở chi dưới nhá. Doppler mạch chi dưới nhá. Để xem cái xem là nó có bị tắc mạch hoặc là nó bị giãn các cái tĩnh mạch chi dưới không. Cái này phụ nữ rất hay gặp nhá. Tức là giãn tĩnh mạch chi dưới hoặc là có khi là hẹp hoặc là tắc mạch chi dưới. Đấy là một cái điều mà rất quan trọng. Thế còn khi khám lâm sàng thì người ta bắt mạch cái mu chân xem là mạch mu chân có nảy đều không này nhá. Thế là vì có rất nhiều bệnh đối với phụ nữ mà nó làm cho cái mạch chi dưới nó kém, cho nên khi đi một lúc thì nó lại đau rồi lại phải ngồi xuống bóp chân một lúc mới đi được nhá. Thế cái đó là cái phải đi làm ngay cái Doppler mạch chi dưới nhá. Thì ở Hà Nội nhiều chỗ người ta làm được, chỗ siêu âm người ta có thể làm được nhá. Thế còn trước mắt thì để cho chị đỡ đau thì tôi khuyên anh nên dùng thuốc giảm đau cho chị nhá, chống viêm giảm đau. Ví dụ như là 108 đều đặn bác ạ. Hả? Giảm đau có đúng đều đặn đấy ạ. Người ta cho cái gì? Ở viện 108 cấp nhiều thuốc lắm ạ. Thế thì mà vẫn không đỡ. Không đỡ. Thế thì phải đi xem lại xem. Thế thì đi xem lại cái mạch ấy nha. Xem lại cái Doppler mạch chi dưới xem có vấn đề gì không. Thế còn đối với phụ nữ thì ở đây cái khớp cùng chậu cũng có thể dễ đau. Đấy, tôi nói ví dụ thế là phải quan tâm đến. Nhưng mà đã dùng thuốc chống viêm làm đau rồi mà không đỡ thì thôi phải đi theo cái hướng khác để xem ra mạch cho có vấn đề gì không nha. Vâng. Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi và xin được cảm ơn phần tư vấn từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn. Một lần nữa thì Lê Thông xin được trân trọng cảm ơn vị khách mời, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên chủ nhiệm khoa Tim thận khớp nội tiết, nguyên Phó Giám đốc Quân y viện 103. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt giúp bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương, cùng nhãn hàng Kiều Xuân Trắng Da Mờ Nám ổn định nội tiết, kéo dài tuổi thanh xuân cho phụ nữ của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành và tài trợ với chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Chi tiết mời quý vị xem tại website bacsitivan.vn. Còn bây giờ thì Lê Thông xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Vững Cốt Vinh Gia bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.